Tại các tỉnh khu vực phía Nam, những tháng đầu năm, giá tôm thương phẩm tăng khá, nông dân các vùng nuôi rất phấn khởi. Cụ thể, giá tôm sú đang ở mức 120.000 đồng đến 225.000 đồng 1 kg tùy cỡ, tăng 6.000 đến 10.000 đồng 1 kg so với tháng trước. Tôm thẻ cũng có giá trị khoảng 82.000 đồng đến 118.000 đồng 1 kg tùy cỡ, tăng 9.000 đồng đến 15.000 đồng 1 kg so với tháng trước. Hiện nay, mới vào vụ sản xuất thứ nhất trong năm, sản lượng thu hoạch chưa nhiều trong khi nhu cầu thị trường trong các tháng trước trong và sau tết nguyên đán tăng mạnh đây là một trong những lý do khiến giá tôm nói chung tôm thẻn nói riêng tăng khá mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho bà con vùng nuôi tôm